em là cái đứa con của vợ đầu nên là... Thôi anh xin em không phải nói nữa. Em đang cô đơn. Đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó. Tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một khách hàng rất lớn ở Đức. Đức thì cũng chỉ là một quốc gia. Khi bạn vào được Đức thì bạn vào được cả châu Âu. Tôi công nghệ của tôi không thua gì Sắc Bình, thậm chí là hơn. Sắc Bình mới là người làm công nghệ 20 năm nay. Chưa có gì đảm bảo là Sắc Bình có thể làm được đó cả. Không có miếng format nào dễ ăn cả. Tất cả những cái gì bạn đưa ra tôi đều có thể đáp ứng được cho bạn. Ai cũng có thể nói với em là tôi hội chịu được, nhưng ai mới là người làm công nghệ thật sự ở đây? Tôi không muốn nhìn thấy mặt Sách Bình ở trong cái dự án này. Một trong nguyên tắc của những người làm kinh doanh ấy là đừng nên tham. Khi mình đã nói, mình phải consistent với lời mình nói. Anh bị Đức tan lần, anh có muốn Đức tan lại chỗ đó nữa mà. Em đã có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi. Khi mà thành công ấy, rất nhiều người đến. Quan trọng là lúc thất bại ai đến với em. Dũng với Bình phải xem lại đấy. Chiếm rất nhiều thời gian đấy. Chị chiếm thời gian thì được, còn các chú chiếm thời gian là không, không được. Sắc cũng bắt nạt sắc mới. Không, sắc điên cũng là sắc mới đấy. Không phải sắc cũ đâu. Ma mới bắt nạt ma mới đấy. Tôi đề nghị 2 triệu đô la cho 11,1% cộng với những cái value mà tôi mang lại trong tương lai, giống như là một cái strategic partner, một cái đối tác chiến lược. Tôi đề nghị được nhận thêm 3% của phần ưu đãi với giá 1 đô la nữa. Tôi Trước khi mà Sắc Liên đầu tư thì em nghĩ rằng là